Chào các bạn, trong clip này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách đăng ký một web hosting. Thế thì web hosting là gì? Chúng ta có thể hiểu thật đơn giản như là web hosting là một cái không gian mà chúng ta có thể lưu trữ toàn bộ tài liệu, toàn bộ nội dung của trang web trên dịch vụ internet với như là FPT, FTP hoặc là www. Và chúng ta có thể đăng ký hosting trả phí hoặc là một hosting miễn phí. Thì khi bước đầu mới tập làm website thì chúng ta có thể dùng một web hosting miễn phí để có thể tiết kiệm được tài chính của chúng ta. Thì chúng ta vào Google, vào 000webhost.com. Và đây chúng ta kéo xuống phía dưới. Về thông số của web hosting miễn phí này là không gian lưu trữ là 1.500 MB. Và cái data transfer chính là cái mức độ lưu chuyển dữ liệu là 100 GB trên một tháng. Nên có nhiều thông số khác để các bạn có thể xem thêm. Thì chúng ta vào phần Order Now để đăng ký. Tôi muốn host một cái domain. Thì cái này các bạn nếu mà có domain thì các bạn đưa vô. Các bạn phải đăng ký. Nếu chúng ta có đăng ký miễn phí rồi thì không cần. Bây giờ chúng ta nếu mà chưa có thì chúng ta có thể đăng ký một tên miền miễn phí ở tại đây cũng được. Ví dụ chúng ta sẽ đăng ký một tên miền miễn phí do cái 00webhost này nó tạo ra. Ví dụ như là blog âm nhạc 2011. Đó là tên của trang blog của chúng ta. .net 78.net, vì đây là tên miễn phí cho nên nó sẽ hơi rườm rà và dài như thế này. Chúng ta điền tên vào. Mail. Password. Ít nhất là 6 ký tự bao gồm cả chữ và số. Để các bạn tách caps lock. Và gõ lại một lần nữa, sau đó chúng ta nhập mã bảo mật vào. Và chúng ta kích vào nút đồng ý với dịch vụ tạo tài khoản. Và như thế này là chúng ta đã có được một cái hosting miễn phí kèm theo một cái tên tên miền miễn phí của cái host 000webhost này tạo ra chúng ta. Và bây giờ là yêu cầu đang đợi email. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra email. Ở trong cái hộp email của chúng ta thì có địa chỉ của cái 00webhost gửi tới một email mới. Chào mừng các bạn đến với hosting miễn phí tốt nhất 000webhost. Để xác nhận lại cái đăng ký của bạn thì là vui lòng kích vào cái link bên dưới. Nếu không kích thì hãy không kích được thì hãy copy và paste vào cái địa chỉ trang web của chúng địa chỉ browser của chúng ta. Chúng ta kích chuột trái vào đây.
À, như thế là chúng ta đã kích hoạt được cái hosting của chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể vào control panel để xem quản lý tài liệu của hosting. Thì khi thiết kế một host, khi mà đăng ký được một hosting thì chúng ta cần chú ý vào công cụ. Thứ nhất là File Manager, dùng để quản lý các file và up các mã nguồn của cái WordPress lên trên hosting. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhớ cái biểu tượng MySQL để chúng ta thiết lập một cái database, rất cần thiết khi cài đặt một hosting. Còn lại những cái khác thì không cần thiết mấy, khi nào các bạn có thể nghiên cứu thêm. Chúc các bạn thành công.